Cái đôi giày em xử lý không tốt. Thật sự thì size giày của em là 38 và 39. Ôi, 36 lông vào luôn quá hả? Mỗi lần mang đôi giày này là em đều bị chảy máu chân. Tâm cảm, cặt chân vừa dày ạ. Em có khóc thế chứ em có khóc nữa. Thì nước mắt cũng chỉ thế thôi. Dù là trang phục bikini nhưng mà mình vẫn cố gắng để tạo ra một cái nét khác biệt bằng một cái đôi giày không gót giống như là Lady Gaga. Chị Huệ mang một đôi giày cao 20 phân thì chiều cao trên đời rất là nhiều. Nhưng mà mình cũng đã cố gắng hết sức để thể hiện cho mọi người thấy là chiều cao không phải là vấn đề. Đi điệu vậy? Thích quá à. Anh thì anh không đồng ý với ý kiến của chị Yến. Chị Yến không thích 380. Bởi vì chị Yến kêu cái đôi giày em xử lý không tốt. Chị Yến xử lý những đôi giày này tốt hơn. Anh chế thoại em hay thật đấy. Giờ sao bao nhiêu rồi? 36 ạ. Khi đến mượn. Thật sự thì size giày của em là 38 và 39. Ôi, 36 lông vào luôn quá hả? Và mỗi lần mang đôi giày này là em đều bị chảy máu chân. Nhưng mà mang đôi giày mình nó đem lại sự may mắn cho em hay là có kỷ niệm khó quên? Có thể là phần thi bikini thì đôi giày này có vẻ là không phù hợp lắm. Nhưng mà em quyết định chọn cái đôi giày này vì nó có rất nhiều kỷ niệm đó với em. Kỷ niệm gì nào? Tấm cám à? Cặt chân vừa dày à? Em rất là đam mê làm người mẫu. Có một lần em đi casting Vietnam International Fashion Week. Em cast 10 nhà thiết kế đều rớt. Và đến nhà thiết kế thứ 11 thì em đậu. Nhưng mà em phát hiện ra là mình thiếu chiều cao. Và đó là lý do mà tại sao em luôn mang những cái đôi giày cao và đặt trên những cái đôi giày lạ. Và thật sự lần đầu tiên em mang đôi giày này là em chỉ định tượng đi thôi. Em không dám bước đi. Khi mà em đi cái đôi giày này em dừng lại em đứng hai chân hai hàng như thế kia là nó không có đẹp. Em có thể đứng một cách khác không? Đứng trụ. Ok, chân 39 mà đi giày 36 nhưng mà lựa chọn là mình phải chịu trách nhiệm với cái lựa chọn của mình. Còn để mà nói thì người mẫu với chiều cao 1m70, 1m71 mà muốn có show diễn, muốn có hào quang thì nó phải vô cùng đặc biệt. Nó phải đúng như cái chủ đề của năm nay là Be Unique, là một thực thể không thể thay thế. Và em có khóc thế chứ em có khóc nữa mà em không có màu sắc riêng thì nước mắt cũng chỉ thế thôi. Nhưng đến ngày hôm nay thì anh vẫn đánh giá cái việc mà em lựa chọn những trang phục, những cái phụ kiện để gây ấn tượng cho ban giám khảo là một trong những lựa chọn thông minh. Nó không những là làm cho chiều cao của em thanh thoát hơn mà nó còn gây được ấn tượng mạnh. Còn với Thanh Huyền thì anh thích cái sự biểu cảm, những cái bước chân của em đi trên sàn Hàn Quốc. Với cái chiều cao của mình, với cái hình thể này và nếu như em lại có thêm cá tính, những cái sắc màu riêng thì chắc chắn em không khó để thành công. Tại vì cái khuôn mặt của em nó cũng khá là dễ gần với thị trường. Anh sẽ quyết định chọn cả hai. Nói về Huệ á, nếu một năm trước và với bây giờ á, thì hình ảnh cô gái là một cô gái hoàn toàn không thể tưởng tượng thay đổi được. Kinh khủng lắm kìa. Em là đứa quá cố gắng, quá nỗ lực đến mức không có tin được. Thì không lý do gì chị không chọn em hết. Còn Huyền thì bạn có một vóc dáng, hình thể rất là ok. Vấn đề là gương mặt cũng chưa thuyết phục chị lắm. Nhưng mà bây giờ vòng hình thể thôi, hình thể được thì cho vào, chị chọn hai bạn. Chị thích cái thần của 364. Bởi vì đi chung với 380 nhưng mà bạn không hề lép vế. Bạn có một cái nét tươi trẻ của bạn. Còn 380 là có cái nét cá tính, hai người đều có hai cái màu khác nhau và không ai đè bẹp ai cả. Thủy phải xác nhận là hai bạn network cặp xuất sắc nhất từ sáng đến giờ và đem đến một làn gió tươi trẻ, tắm mát luôn á. Cho nên là Thủy chọn hai bạn luôn. Dạ, em xin cảm ơn anh Nam Trung, chị Võ Huyền Yến và chị Mô Thủy. Nào, lên đây nè. Chúc mừng em.